họ có đang nghĩ về bạn hay không và diễn biến tiếp theo câu chuyện tình cảm mà họ dành cho bạn và bạn dành cho họ, cả hai người sẽ có câu chuyện tình tiếp theo ra sao. Thì mình thấy rằng phía của họ đang trong giai đoạn chuyển hóa, thanh lọc, thanh tẩy tâm thức của mình. Thanh tẩy ở đây là thanh tẩy những cái quan hệ bạn bè, những cái công việc, những cái vấn đề, những cái tâm tư, những cái khu khổ của họ. Bây giờ hiện tại họ đang thoát khỏi vùng an toàn của mình để mà sang một chương mới. Trong cái chương mới đó thì dĩ nhiên họ sẽ lọc kỹ những người nào không còn phù hợp với họ, và dĩ nhiên trong đó họ đang lấn cấn giữa bạn nha, giữa bạn và công việc nha. Thì mình thấy là sắp đến họ sẽ có bước chuyển mình. Tuy nhiên để mà người này lọc xác cần có thời gian, các bạn nếu đang ngắt kết nối với họ thì cần có thời gian để các bạn gặp nhau. Quan hệ này là quan hệ twin flame ha. Hiện tại thì họ nói với bạn rằng họ đang ẩn nấp mình một thời gian, do đó mà bạn không thể không hiểu họ đâu. Bạn sẽ không hiểu họ làm cái gì đâu, hoặc là bạn không hiểu họ đang như thế nào đâu ha, đang vật vã hoặc đang mệt mỏi như thế nào. Và họ nói là họ yêu bạn rất nhiều, I love you nha. Họ yêu bạn, họ nhớ bạn rất là nhiều. Và nếu như về đêm xuống thì người này muốn gần gũi với bạn, vô luận là họ gặp bạn bên ngoài hay chưa, nó không quan trọng nha. Quan trọng tình cảm họ dành cho bạn là muốn gần gũi, ôm ấp, muốn rất là nhớ nhung bạn nha. Thì sắp đến thì mình thấy là cái quan hệ này thì sẽ diễn biến ra là họ sẽ lột xác. Quan hệ này sẽ chết một lần nữa, sẽ chết đi và được tái sinh. Ngỡ như rằng họ né tránh bạn là né hẳn nha. Người này từng có ý định né hẳn bạn, né tránh hẳn luôn. Và bạn cũng như thế, cũng từng có ý định xóa các bạn với người này, không chơi với họ chẳng hạn, không yêu đương hoặc là không muốn tiếp diễn với họ nữa, muốn thanh tẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình luôn nha. Thì cái quan hệ này còn có khoảng thời gian. Khi mà cả hai bạn tự làm việc với chính bản thân mình, cảm thấy ổn hơn, nhất là phía của họ nha, họ rất là rối luôn. Phía bạn có thể rất là thoải mái, nhưng mà phía họ đang rối. Thì bây giờ sắp đến họ sẽ, cũng chính là họ sẽ bước, sẽ trở thành một cái con người khác hoàn toàn mới hơn, thành một cánh bướm đang bay. Bạn có thể thấy trên màn hình đang bướm rất là nhiều nha, hình ảnh bướm đang lộn xác nhiều hơn. Thì họ sẽ đến với cuộc sống của bạn để mà chữa lành. Cả hai bạn sẽ tái hợp nhau, nếu như hai bạn yêu xa, cả hai bạn sẽ đến bên nhau thêm những cái phương tiện gì đó nha, đi lại á. Và cả hai bạn một bông lụa nở hoa một lần nữa nha, có nghĩa là sau cơn mưa trời đã sáng ha. Và trời sáng ở đây thì lại mang theo cầu vồng rất là đẹp nha. Có nghĩa là quan hệ của bạn hứa hẹn này sắp đến tương lai thì nó ổn ha, nó ok luôn. Chúc mừng các bạn nha. Ok.